Tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, sáng nay, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chủ trì khai mạc hội thi quân báo trinh sát toàn quân năm 2023. Dự khai mạc có Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, trưởng ban tổ chức nhấn mạnh, hội thi là điều kiện để các đơn vị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm sáng tạo, hiệu quả, đồng thời là cơ sở để rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức, chỉ đạo hoạt động quân báo, trinh sát và công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng yêu cầu đội ngũ cán bộ, trinh sát viên tham gia hội thi phải có quyết tâm cao, thi đấu hết mình với tinh thần đoàn kết, kỷ luật và học hỏi lẫn nhau. Quá trình tranh tài cần tập trung cao độ, bảo đảm an toàn và giành kết quả cao nhất. Hội thi quân báo trinh sát toàn quân năm nay được tổ chức với quy mô, nội dung thi và thành phần được mở rộng hơn so với các hội thi trước đây. Hội thi được tổ chức nhằm đánh giá trình độ, năng lực tổ chức hoạt động, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Trọng tâm là trình độ nghiệp vụ xử lý tình huống của lực lượng quân báo trinh sát toàn quân. Đây cũng là cơ sở để nghiên cứu, đề xuất về tổ chức biên chế, vũ khí trang bị, xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu huấn luyện và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng quân báo trinh sát.